Phật thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển 10. Phẩm 10. Niệm bảy Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng: Nếu có chúng sinh tâm quán tưởng thành tựu thì tiếp đến phải lại quán tưởng tượng bảy Đức Phật đời quá khứ. Người quán tưởng bảy Đức Phật phải xin nên tinh tấn ngày đêm 6 thời siêng tu hành 6 pháp. Ngồi ngay thiền định phải ít nói, trừ khi đọc tụng kinh, diễn giải giáo pháp nhất định chẳng nói lời vô nghĩa. Từ nghĩ đến các Đức Phật tâm tâm tiếp nối nhau, thậm chí không có một niệm nào mà chẳng thấy Phật. Do tâm chuyên chú nên chẳng lìa khỏi mặt trời Phật. Thuở quá khứ xa xưa có Đức Phật Thế Tôn, hiệu là Phật Tỳ Bà Thi, thân cao lớn 60 do tuần, vầng sáng ánh sáng tròn của Đức Phật ấy rộng đến 120 do tuần. Thân màu vàng rồng với 84.000 tướng. Trong mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, trong mỗi vẻ đẹp có vô số ánh sáng vàng, trong mỗi ánh sáng có các hóa Phật nhiều như các sông Hằng. Mỗi vị hóa Phật có ánh sáng màu nhiều như các sông Hằng, trong mỗi ánh sáng có vô số các trời Thanh Văn Tỳ Kheo, đại chúng Bồ Tát làm thị giả. Mỗi vị đều cầm một cành hoa báu lớn, trên hoa đều có hàng trăm ngàn ức lưới báu, mani rực rỡ. Lưới ngọc rực rỡ tiếp theo nhau cao đến 100.000 trượng dùng làm ánh sáng của Phật. Lúc đó thân Phật càng thêm sáng rỡ như hàng trăm ngàn mặt trời chiếu soi núi vàng rồng. Ánh sáng rực rỡ tỏa lên, có các hóa Phật nhiều vô số. Mỗi vị hóa Phật giống như hàng trăm ức mặt trời mặt trăng xuất hiện, khiến cho hành giả thấy Đức Phật Tỳ Bà Thi sửa lại vào áo vai phải, đưa ra cánh tay vàng xoa đỉnh đầu hành giả và bảo rằng: Này Pháp tử, ông tu hành Tam Muội quán Phật, được tam niệm Phật nên ta đến làm chứng cho ông. Ông đã có thể quan sát sắc thân chân thật của ta, ông hãy tuần tự theo từng tướng mà quán tưởng. Ông phải chí tâm lập lời thề kim cương: Chúng ta thuở xa xưa khi làm Phật đạo so với ông không khác gì. Bây giờ Đức Phật Tỳ Bà Thi an ủi hành giả rồi, tức thời hóa ra hoa sen báu lớn như núi Tu Di. Đức Phật ngồi kiết già trên hoa, vì hành giả dạ nói niệm Phật, niệm Pháp và nói hàng trăm ức đà la ni toàn. Hành giả thấy rồi, càng vô cùng hoan hỷ, kính lễ Đức Phật. Đức Phật bảo rằng: Nếu có chúng sinh nghe tên ta, lễ bái ta, thì tiêu trừ được tội sinh tử trong 500 ức kiếp. Ông này thấy được ta thì tiêu trừ được các chướng ngại, được vô lượng ức đà la ni toàn, ở đời vị lai sẽ được làm Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng: Lâu ấy hành giả thấy Đức Phật Tỳ Bà Thi, lòng vui mừng nên ta cùng 6 Đức Phật hiện ra ở trước mặt người ấy. Đức Phật Tỳ Bà Thi ngồi trên tòa vì Pháp tử này giả nói Tam Muội niệm Phật. Đức Thế Tôn thi khí, thân lớn 42 do tuần, thân màu vàng tía, vầng hào quang tròn rộng 45 do tuần, ánh sáng toàn thân tỏa ra 100 do tuần. Trong lưới ánh sáng ấy có vô số vị hóa Phật và các đại chúng Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Thiên làm quyến thuộc vây quanh. Đi theo sau Đức Phật uyển chuyển xoay quanh về bên phải. Lúc đó hành giả thấy Đức Phật thi khí lại càng tăng thêm vô lượng môn đà la ni, đã càng được thấy thêm 100.000 vô số vị hóa Phật. Vào đời vị lai qua vô số kiếp, ở trong khoảng thời gian ấy, hành giả luôn luôn được gặp các Đức Phật Thế Tôn và sinh vào nhà Bồ Tát. Khi nói lời đó, lại có vô số 100.000 vị thiên tử nghe được, tất cả đều thấy sắc thân Đức Phật đoan nghiêm vi diệu, đồng thời họ đều phát tâm Bồ Đề, Tam Bồ Đề. Đức Thế Tôn tỳ xá, toàn thân phóng ra ánh sáng ở trước mặt hành giả. Thân Đức Phật ấy lớn 32 do tuần, vân sáng tròn rộng 42 do tuần, ánh sáng toàn thân tỏa ra 62 do tuần, thân màu vàng tía, tướng ánh sáng uy nghiêm như vị Phật trước không khác. Hành giả thấy Đức Phật này rồi, lại càng tinh tấn tu các môn Đà La Ni Tam Muội. Vào đời vị lai nhất định sẽ sinh vào nhà của chư Phật, chẳng có gì trở ngại. Đức Phật Câu Lâu Tôn cũng phóng ra ánh sáng ở trước mặt hành giả. Thân Đức Phật ấy lớn 25 do tuần, vân sáng tròn rộng 32 do tuần, ánh sáng toàn thân tỏa ra 50 do tuần, tướng tốt đầy đủ như núi vàng tía. Người thấy Đức Phật này thì thường sinh vào cõi nước thanh tịnh, chẳng ở trong bào thai. Lúc sắp qua đời, các Đức Phật Thế Tôn nhất định đến nghênh tiếp. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni phóng ra ánh sáng lớn ở trước mặt hành giả. Thân Đức Phật ấy lớn 20 do tuần, vân sáng tròn rộng 30 do tuần, ánh sáng toàn thân tỏa ra 40 do tuần,
tướng tốt ánh sáng đầy đủ. Người thấy Đức Phật này thì liền được trăm ức các mô tam muội vô số môn đà la ni. Nếu khi xuất định thì được tam muội chư Phật hiện tiền. Tam muội này là chứng minh cho hành giả. Sở dĩ gọi là tam muội chư Phật hiện tiền là vì được người được tam muội này, dù xuất định hay nhập định, đi đứng ngồi nằm luôn luôn được nhìn thấy tất cả các đức Phật, vì chư Phật hiện ra sắc thân vi diệu trước mặt người ấy. Đức Thế Tôn Ca Diếp phóng ra ánh sáng lớn ở trước mặt người ấy. Thân Đức Phật ấy lớn 16 trượng, thân màu vàng tía, tướng tốt đầy đủ. Người thấy Đức Phật này được tam muội tịch diệt quang vô ngôn tướng, vào đời vị lai luôn luôn được ở trong biển tam muội đại không. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thân 1 trượng 6 phóng ra ánh sáng vàng tía ở trước mặt hành giả. Đức Thế Tôn Di Lặc thân lớn 16 trượng, như vậy chư Phật đều nhập vào tam muội phổ hiện sắc thân để thị hiện trước mặt người ấy, khiến cho hành giả tâm được hoan hỷ. Do hoan hỷ nên các vị hóa Phật đó đều duỗi tay phải xoa đỉnh đầu hành giả. Hành giả thấy 7 Đức Phật rồi thấy đến Đức Di Lặc, thấy Đức Di Lặc rồi thấy Bồ Tát của hiền kiếp, thấy từng vị theo thứ lớp cho đến Đức Câu Lưu Chí. Các vị ấy đều phóng ra ánh sáng trụ ở trước mặt hành giả. 1.000 vị Bồ Tát, mỗi vị đều khen ngợi tâm muội niệm Phật, và vì hành giả diễn nói tâm tánh của các Bồ Tát, diễn nói sự giải thoát của các Bồ Tát, diễn nói tuệ của các Bồ Tát, đó gọi là nhờ quán tưởng hình tượng mà tâm được tam muội niệm Phật. Đức Phật bảo A Nan, sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Người tu tam muội này tuy có đủ phiền não nhưng chẳng bị phiền não sai khiến. Do năng lực của tam muội niệm Phật này nên chư Phật mười phương phóng ánh sáng lớn thể hiện trước mặt người ấy. Ánh sáng này đặc biệt tôn quý, ba cõi không gì sánh bằng. Đức Phật nói lời nói đó rồi, vua trời Phạm lại thỉnh cầu. Nguyện xin Đức Phật Thế Tôn nói về chư Phật khắp mười phương, trụ ở trước mặt hành giả, hiện sắc tướng ánh sáng. Phẩm 11. Niệm mười phương Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng, sao gọi là hành giả quán tưởng chư Phật khắp mười phương? Quán tưởng Phật mười phương thì trước hết là phương Đông. Phương Đông có thế giới cõi nước tên là Bảo An Ổn, do vô lượng ức Phật báo với hàng ngàn ức màu sắc hợp thành. Đức Phật ở đó hiệu là Thiện Đức, cũng phóng ra vô số ánh sáng soi khắp trăm ngàn nước, cũng cùng với vô số ức nhuyễn hóa Phật phân thân ở trước mặt hành giả, thân xác như núi vàng, trang nghiêm không gì so sánh được, ngồi trong đoạn kim gương lớn với nhà cửa lầu đài trang trí bằng vô số ánh sáng của các châu báu. Trước mỗi nhà gác có vô lượng trăm ức các cây báu nhiều như bụi trần. Dưới mỗi cây báu có tái muôn 4.000 tòa sư tử. Trên mỗi tòa sư tử có một Đức Phật phân thân ngồi kiết già, nhập vào tam muội ngồi dưới cây báu. Đức Phật Thế Tôn Thiện Đức, thân cao lớn 250 ức na do tha do tuần. Mỗi lỗ chân lông trên thân Ngài đều có vô số ức tất cả các tướng tốt đẹp nhiều như bụi trần. Trong mỗi tướng tốt có vô số vị hóa Phật, mỗi hóa Phật đều cao lớn vời vợi như núi Tu Chi, ngồi nơi tòa hoa sen báu ở giữa hư không và phóng ra ánh sáng. Các Đức Phật phân thân đều tỏa ra ánh sáng phía diệu, hiển hiện ra vô số trăm ngàn vị hóa Phật, mỗi hóa Phật đều ngồi trên hoa sen báu. Mỗi hoa sen báu có hàng ngàn cờ phướng, mỗi cờ phướng diễn nói vô lượng ức âm thanh phía diệu, trong các âm thanh ấy đều dạy quán tưởng vô số thân Phật khắp mười phương. Khi tướng này hiện, các cõi khắp mười phương đều giống như kim cương, hàng trăm bức màu sắc báu không hoại, không diệt. Hành giả thấy tướng này rồi, ở trước chư Phật được nhận quả vị Pháp Vương Tử. Cảnh giới như vậy gọi là Bồ Tát Tánh Địa. Đức Phật chiên đàn, đức ở phương Nam, thân tướng cao lớn. Cõi Phật này đất bằng lưu ly, có các màu sắc báu nhiều như các sông Hằng. Trong ánh sáng của Phật cũng có vô số trăm ngàn lầu đài, dưới các cây báu có trải bày tòa sư tử, chư Phật trên tòa đều ngồi kiết già, các cờ phướng lồng báu đều phát ra âm thanh thuyết pháp như đã chuyện nói trong tam muội niệm Phật hải. Đức Phật vô lượng minh ở phương Tây, còn nước thanh tịnh, đất bằng vàng trồng, ánh sáng thân Phật có 500 ức màu sắc báu, dưới các cây báu thẳng hàng như ở giảng đường trùng cát đều có các tòa sư tử, chư Phật phân thân ngồi kiết già dưới những cây báu ấy, trong các cờ phướng báu cũng diễn nói về pháp niệm Phật.
Đức Phật tướng đất ở phương Bắc. Cõi ấy đất có màu pha lê, Phật có 500 ức ánh sáng báu. Cây báu thẳng hàng, tòa sư tử báu như ở giảng đường Trùng Cát. Cờ phương ánh sáng đều như trên đã nói. Đức Phật vô ưu đất ở phương Đông Nam, cõi ấy đất có màu bảy báu. Trên mỗi màu lại có 700 ức khác. Cây báu thẳng hàng như ở giảng đường Trùng Cát, có 100 ức vàng ánh sáng. Mỗi ánh sáng đều diễn nói biển công đức của Phật như trong phần Phật Hải đã nói. Đức Phật bảo thí ở phương Tây Nam, đất cõi ấy có màu 5 loại châu báu. Trên mỗi màu báu có 500 ức ánh sáng. Mỗi ánh sáng hóa ra 500 ức đám mây hoa sen. Trên mỗi đám mây hoa sen có 100 ức lầu đài. Trên mỗi lầu đài đều như 100.000 vạn cung điện Phạm Vương. Trong mỗi cung điện Phạm Vương có vô số giường tòa cho các ánh sáng của hoa sen hợp thành. Trên các tòa ấy đều có các Đức Phật phân thân ngồi kiết già. Diễn nói về Pháp Đại Từ Bi của chư Phật, ánh sáng cờ phướng của diễn nói về biển các Đức Phật. Đức Phật hoa đức ở phương Tây Bắc. Cõi ấy đất có màu lưu ly pha lê. Trên mỗi màu có vô số 100.000 ánh sáng. Mỗi ánh sáng hóa ra 500 ức hang báu. Trong mỗi hang báu có vô số lọng báu. Trong mỗi lọng báu có 100 ức ánh sáng. Trong ánh sáng ấy diễn nói tam muội niệm Phật. Nhờ ở trong tam muội niệm Phật, hành giả lại thấy vô số các đức Phật. Phương Đông Bắc có Đức Phật Tam Thừa Hạnh. Cõi nước của Đức Phật ấy toàn một màu bạch ngân với hàng trăm ức vàng ánh sáng. Ánh sáng ấy có hàng ngàn màu sắc trang nghiêm khắp giới hạn. Cõi nước rất thanh tịnh. Phân thân hóa Phật, cây báu cờ phướng thẳng hàng trang nghiêm. Chẳng thể tính biết được. Phương trên có Đức Phật quảng chúng đất. Đất của cõi Phật ấy có 500 ức màu báu. Mỗi màu báu có vô số ánh sáng. Mỗi ánh sáng hóa ra vô số trăm ức vị hóa Phật. Trong mỗi ánh sáng, Phật có vô lượng cây báu thẳng hàng trang nghiêm. Dưới mỗi cây có hàng trăm ức tòa sư tử báu. Các Đức Phật ngồi kiết già ở bên trên với vô số Bồ Tát làm thị giả. Tất cả đại chúng đều ở trong đám mây ánh sáng của Đức Phật. Phương dưới có Đức Phật Minh Đức. Đất của cõi Phật ấy màu vàng, ánh sáng vàng, mây vàng. Trong mây ánh sáng có vô số nhà vàng, lầu gác bằng bảy báu. Hàng cây bằng trăm loại châu báu thẳng hàng trang nghiêm. Số cờ phướng lộng báu có đến ức ngàn vạn. Dưới mỗi cây có trăm ức tòa báu. Những nhà, cửa, lầu gác, vô số tòa cụ, hình dạng như hoa báu. Vô số tất cả các Đức Phật phân thân ngồi trên tòa sơn lưu ly dưới gốc cây báu. Ở vùng những màu hoa có vô số Đức Phật. Những Đức Thế Tôn đó đều giảng nói pháp hạnh của Bồ Tát. Mười phương như vậy có vô số vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật đều hiển hiện ánh sáng. Các Đức Phật khắp mười phương, mỗi mỗi người đều ngồi trong hang động kim cương, mà thân tượng ánh sáng đều như Đức Phật Thiện Đức và những vị hóa Phật. Uy thần đất nước do đến khiến cho hành giả nhìn thấy như ở trước gương sáng, tự nhìn thấy hình dáng mặt mình. Hành giả thấy như thấy chư Phật mười phương rõ ràng phân minh, lòng vui mừng nên chẳng đắm nhiễm các pháp, trụ ở sơ tâm, tức là lòng trong sạch ban đầu. Lâu đó các Đức Phật ở mười phương đều nói giống nhau cho hành giả về sáu pháp ba la mật. Nghe pháp đó rồi, mười cảnh giới tâm ở dưới bậc sơ địa, hành giả không còn gì nghĩ ngợi, nghi ngờ. Người thấy được sự việc này thì nhất định nghe các Đức Phật diễn nói bát nhã ba la mật, nghe để nhất nghĩa không, lòng chẳng kinh hãi, nghi ngờ. Ở trong các pháp, người ấy được vào tam muội không? Đó gọi là tam muội tương tợ không tướng. Đức Phật bảo A Nan rằng, sau khi Phật diệt độ, những đệ tử của Phật muốn quán tưởng chư Phật ở mười phương, ở trong tam muội niệm Phật chỉ biết tướng thô, rồi sẽ tự nhiên biết được vô lượng tướng vi diệu. Người quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Người đạt được sự quán tưởng này thì thấy Phật nhiều vô số không thể hạn lượng. Người nhập vào định này gọi là người thấy sắc thân của tất cả chư Phật cũng được dần dần vào cửa ba không. Người đi dạo cửa ba không này nhờ thần lực của chư Phật nên lòng chẳng chấp trước không, vào đời vị lai sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được chẳng thoái chuyển, đó gọi là tâm chẳng quên Bồ đề, tùy thuận chân chánh Phật đạo. Khi nói pháp quán tưởng chư Phật mười phương,
thì Phật mười phương ngồi trong hang Trâm Báu ở núi Kim Cương đều duỗi tay phải xoa đỉnh đầu A Nan mà bảo rằng: Này Pháp tử, ông đem lời nói của Đức Phật dạy nói cho các chúng sinh đời vị lai, cẩn thận chớ lưu truyền sai. Ông phải vì người kiên cố phát tâm Bồ Đề, tâm Tam Bồ Đề, tu hành định niệm Phật mà tuyên nói. Đức Phật bảo A Nan rằng: Tam muội niệm Phật này, nếu muốn thành tựu thì có năm nhân duyên. Những gì là năm? Một, trì giới chẳng phạm. Hai, chẳng khởi tà kiến. Ba, chẳng sinh kiêu mạn. Bốn, chẳng sân nhuế, chẳng ganh ghét. Năm, dũng mãnh tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Thực hành năm việc này, chánh niệm về sắc thân vi diệu của các đức Phật, khiến cho trong lòng chẳng thối lui, cũng phải đọc kinh điển Đại Thừa. Do năng lực của công đức niệm Phật này nên nhanh chóng được thấy vô lượng các đức Phật. Người thấy chư Phật một lòng thanh tịnh, chẳng cùng người khác chung đụng, phải cúng dường các đức Phật mười phương. Sao gọi là cúng dường? Người đó ra khỏi định vào tháp thấy tượng, khi niệm trì kinh hoặc đảnh lễ một đức Phật, phải nghĩ rằng tâm trí chư Phật chánh biến tri, không có gì ngăn ngại. Còn này đảnh lễ một đức Phật, tức là đảnh lễ tất cả các đức Phật. Nếu tư duy một đức Phật liền thấy tất cả Phật, thì hành giả thấy trước mỗi đức Phật có một hành giả tiếp tục đảnh lễ, đều chính là thân mình. Nếu khi dùng một cành hoa cúng dường, phải nghĩ rằng pháp thân chư Phật công đức không lường, chẳng trụ, chẳng hoại, sáng rỡ thường an. Con nay dùng hoa dâng cúng chư Phật, nguyện xin Phật nhận cho. Nghĩ vậy rồi, hành giả lại phải khởi lên ý tưởng, hoa của con cầm là từ cỏ cây sinh ra, con đem hoa này cúng dường thì có thể dùng ý tưởng giống như hoa. Hành giả liền khởi ý tưởng ở các lỗ chân lông của thân, khiến cho mỗi lỗ chân lông hiện ra vô số mây hoa. Hành giả dùng mây hoa này vận dụng ý tưởng mô phỏng theo hoa mà cúng dường tất cả Phật. Bên trên mỗi đức Phật hóa thành đài hoa mà các đức Phật đã nhận ở mười phương thế giới để thi hành Phật sự, khi hành giả cúng dường hương thơm cũng vậy, khói hương, mây hương làm Phật sự ở thế giới mười phương. Khi làm Phật sự xong rồi, chúng lại biến thành đài vàng ở trước mặt hành giả. Nếu người phàm phu muốn cúng dường, thì tay bưng lò hương, cầm cành hoa cúng dường cũng phải khởi lên ý làm hoa hương tưởng và phát nguyện rằng: Nguyện cho hoa hương này đầy trong thế giới mười phương, cúng dường tất cả Phật, hóa Phật cùng Bồ Tát và vô số chúng thanh văn. Nguyện chư Phật thọ nhận mây hương hoa này để làm đài ánh sáng rộng đến vô biên thế giới, làm Phật sự nhiều không tưởng. Người đảnh lễ Phật hoặc ngồi thiền mà khởi lên tâm cúng dường đó thì phải phát lời nguyện này. Nếu hành giả cúng dường tán che cờ phướng bằng lụa năm màu sắc âm nhạc cờ tụng thì phải phát nguyện rằng: Con nay thiết bày một phần ít phẩm Phật cúng này, nguyện đem những phẩm Phật cúng này cúng dường khắp tất cả các đức Phật ở mười phương. Các đức Phật thọ nhận phẩm Phật cúng đó thì ở trong cờ phướng hóa ra mây ánh sáng, trong âm nhạc, trong kệ tụng diễn ra âm thanh diệu pháp. Phát nguyện đó rồi, khi ngồi nên tưởng niệm đến lỗ chân lông của thân, khiến cho trong mỗi lỗ tạo ra vô lượng cờ phướng trong ý tưởng, trong mỗi cờ phướng tạo ra vô lượng mây kệ tụng trong ý tưởng. Khi khởi tưởng này, lòng như lò hương tuôn ra khói hương, mây hương màu vàng. Trong lỗ chân lông của thân cây như cây hoa đẹp vọt ra A Tăng Kỳ vô lượng mây các loại hoa. Những đám mây hoa đó ở bên trên cái đức Phật của thế giới mười phương hóa ra tất cả những phẩm vật cúng dường. Bấy giờ ở trong từng phần thân tâm sẽ khởi lên ý tưởng về tất cả đồ cúng dường. Nếu được ăn uống hoặc bố thí cho người một tiền, hành giả phải khởi lên tư tưởng không vô ngã đàn na ba la mật. Như vậy vô lượng sự cúng dường đều cho tâm khởi lên, đều từ tâm tưởng xuất hiện để cúng dường tất cả các đức Phật mười phương. Đó gọi là khi ngồi mà vô lượng công đức từ biển tâm tưởng sinh ra. Như vậy khi ngồi nhập vào thiền định sâu xa thì vô lượng cảnh giới biển các tâm muội chỉ ở trong lòng, thở ra hít vào, niệm niệm tưởng tưởng nối tiếp nhau chẳng dứt. Ở trong một lòng vận dụng tâm ý mình tạo ra mây vô số phẩm và cúng dường để trên
cúng dường các đức Phật, giới bố thí cho tất cả. Người khởi niệm, khởi ý niệm đó gọi là người học bố thí khắp cùng. Khi tưởng niệm này thành tựu thì dần dần giảm thiểu các phiền não cơ sở, hành giả quán pháp vô tướng, rồi nhờ sức của vô tướng nên hành giả sẽ được sáu pháp ba la mật sâu xa. Phẩm 12. Quán mật hạnh của Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng, chúng sinh đời vị lai, nếu có người được tam muội niệm Phật, thì người quán tướng tốt của chư Phật được tam muội chư Phật hiện tiền. Ông phải dạy người đó giữ thân, miệng ý, cho miên mật, chớ khởi lên tà mạng, cho sinh ra cống cao. Nếu họ khởi lên tà mạng và cống cao, thì phải biết người này chính là người tăng thượng mạng, phá diệt Phật Pháp. Phần nhiều sai khiến chúng sinh khởi tâm bất thiện, làm rối loạn hòa hợp tăng, hiện bày điều khác lạ, mê hoặc mọi người. Người như vậy là bạn ác của ma, người ác như vậy tuy họ niệm Phật nhưng mất vị cam lồ. Nơi sinh của người này vì cống cao, nên thân luôn luôn hèn mọn, sinh vào nhà thấp hèn bần cùng, suy bại, trang trí bằng vô lượng nghiệp ác. Vô số những việc ác như thế, hành giả phải tự phòng hộ, khiến cho mãi mãi chẳng sinh ra. Nếu người khởi lên nghiệp tà mạng như vậy, thì nghiệp tà mạng này giống như con voi điên phá hoại ao hoa sen. Nghiệp tà mạng này cũng vậy, nó làm phá hoại mất hết căn lành. Đức Phật bảo A Nan rằng, người có niệm Phật phải tự phòng hộ, chớ để cho buông lung. Người đặt tam muội niệm Phật nếu chẳng tự phòng hộ, sinh ra cống cao, thì gió giữ tà mạng thổi, lửa kiêu mạng đốt, tiêu diệt thiện pháp. Thiện pháp là tất cả vô lượng thiền định, các pháp niệm Phật từ các tâm tưởng sinh ra, đó gọi là kho tàng công đức. Đức Phật bảo A Nan rằng, ví như ông trưởng giả có rất nhiều của báu mà chỉ có một đứa con. Ông trưởng giả biết mình sắp chết chẳng còn bao lâu nữa, đem những kho tàng giao phó cho người con ấy. Người con được của tùy ý rong chơi, bỗng vào một lúc gặp phải nạn dữ, có vô lượng giặc cướp từ bốn phía kéo đến, tranh nhau lấy của cải trong kho mà người con ấy chẳng thể ngăn cản, giữ gìn. Chỉ có một thỏi vàng mới chính là Diêm Phù Đàn Na Tử Kim, nặng 16 lượng, rộng dài chiều rộng của đỉnh vàng cũng đều 16 tấc. Một lượng vàng này trị giá bằng 100.000 vạn lượng của báu khác. Bị giặc bắt nạt, không biết làm gì với thỏi vàng, nó liền dùng vật dơ bẩn bọc gói vàng ròng đặt vào bên trong cục bùn. Bọn giặc nhìn thấy chẳng biết đó là vàng, chân dẫm lên mà đi. Sau khi giặc đi rồi, người chủ được giữ được vàng, lòng rất vui mừng. Tam muội niệm Phật cũng vậy, phải giấu kín. Lại nữa này A Nan, ví như có người nghèo cùng bạc phước nương vào những bậc hào phú hiền đức đã bảo tồn tánh mạng, có vị phương tử ngẫu hứng đi du ngoạn, cầm bình báu lớn, ở bên trong bình báu đựng túi ấn vua. Lúc đó có kẻ nghèo trà trộn đến gần bên, lấy được bình báu của vua, bưng chạy trốn. Vương tử biết được, sai báu người lớn lớn cởi sáu voi, con voi đen tay cầm cơm báu, mau chóng đuổi theo người đó. Người cầm bình chạy vào trong đầm hoang cỏ ngút ngàn. Người đó thấy rắn độc đầy trong đầm, nơi đồng trống, từ bốn mặt chúng phun ra độc, hút lấy người cầm bình. Người nghèo cùng bàng hoàng kinh sợ, bươn chạy khắp nơi mà rắn cũng đuổi theo không chỗ trốn tránh. Ở trong đầm trống, người ấy thấy một cây lớn tùm giúp đỡ nên rất vừa ý, đầu đội bình báu vinh cây mà leo lên. Người ấy lên trên cây rồi, sáu người lớn gọi voi chạy nhanh như gió lại vừa đến nơi. Người nghèo thấy rồi, tên đánh cắp cái ấn báu của vua, đem bình làm mũ đội đầu, dùng tay che mặt, ngồi tham tiếc nên chẳng nhận là mình đã được ấn báu. Sáu con dơi đen dùng dòi quấn lấy cây, khiến cho cây ngã nhào. Người nghèo rơi xuống đất, thân thể hoại tan, chỉ có cái ấn vàng của ở tại bình báu hiện lên ánh sáng. Các con rắn thấy ánh sáng vội vàng chạy tứ tán. Đức Phật bảo A Nan, người trụ ở tam muội niệm Phật thì tâm ấn chẳng hoại cũng như vậy. Lại nói này A Nan, ví như ông trưởng giả có nhiều của cải báu vật mà không con trai, chỉ có một người con gái. Lúc đó ông trưởng giả tuổi hơn 100, tuệ biết quá suy yếu, sắp chết chẳng còn bao lâu, nên nghĩ rằng của cải báu vật này của ta mà không có con trai
nên của cải phải thuộc về vua. Suy nghĩ vậy rồi, ông gọi người con gái bí mật bảo rằng: nay có món diệu bảo đứng trên tất cả báu, cha sẽ đem cho con. Con được món báu này phải giấu kín cho chắc chắn, chớ để cho vua biết. Người con gái nhận lệnh của cha, đeo ngọc mani và các trân bảo giấu vào phân nhơ bẩn. Cả nhà lớn nhỏ cũng đều chẳng ai biết. Gặp đời thời kém, chồng người con gái bảo vợ rằng: nhà ta nghèo cùng, khốn quẫn về ăn mặc, nàng có thể đi nơi khác tìm chỗ sống cho mình. Người vợ nói với chồng rằng: cha tôi là trưởng giả lúc sắp qua đời, đem quả báu ban cho tôi. Nay ở tại chỗ đó, đó chàng có thể lấy chúng. Người chồng đào lấy thu được nhiều trân báu cùng ngọc như ý. Người ấy đem ngọc như ý ra đốt hương lễ bái, trước phát nguyện rằng: xin ngọc vì tai mưa xuống đồ ăn. Theo lời phát nguyện, liền mưa xuống đồ ăn thức uống trăm vị. Cứ như vậy, từng món theo ý người được ngọc báu. Người chồng được rồi bảo vợ mình rằng: nàng như thiên nữ có thể ban cho ta ngọc báu, nàng giấu ngọc báu này ta còn chẳng biết, huống lại là người khác. Đức Phật bảo A Nan: tam muội niệm Phật bền chặt, lòng chẳng lay động cũng như vậy. Lại nữa này A Nan, ví như có ông vua dạo bạo ngược trái đạo, dân mắc phải sự độc ác của vua ấy. Người sợ thần giận, nước gặp đại hạn, thỉnh cầu thần đất chẳng thể được mưa. Có người bề tôi bạch rằng: thưa đại vương, ngài phải biết hiện nay bên trong cõi nước này, ở miền Lâm Đẩu, có một vị tiên nhân đạt năm phép thần thông vô ngại, nhà vua nên thỉnh mời vị ấy chú nguyện rồng. Nhà vua nghe xong hớn hở không lường, sai người đến rừng thỉnh vị tiên nhân. Vị tiên nhân thần bay đến trước điện đại vương, lớn tiếng nói rằng: đại vương vô đạo, các trời đồng thần đều đi tứ tán, chẳng ủng hộ đất nước của vua nữa thì làm sao sai ta cầu mưa. Nhà vua nghe lời nói này rất lấy làm xấu hổ, cài hối việc làm ác của hành động trước đây. Vị tiên nhân ấy biết lòng nhà vua đã thu nhận tốt lành nên niệm tụng chú, nhờ sức thần thông nên trời mưa xuống cam lộ, đất trào ra suối, nước thấm nhuần tất cả. Đức Phật bảo A Nan: người muốn niệm Phật như vị vua bỏ điều ác, người được niệm Phật như người giỏi chú nguyện. Lại nữa này A Nan, ví như người lực sĩ ỷ lại mình có sức lực lớn, vi phạm vương pháp, nhà vua sai năm người bắt lấy lực sĩ giam vào ngục tối với gông cùm rất bền chắc. Lực sĩ giận vung sức mạnh, toàn thân đẫm máu, gông cùm nát tan, vượt tường chạy trốn. Hắn đi đến bên bờ biển, mở viên ngọc sáng trên đỉnh đầu, đem thuê người lái thuyền. Người lái thuyền nói rằng: cái này như đá trắng ở trong biển nhiều vô số, ta lấy nó làm gì? Người lực sĩ quỳ gối thưa vị lái thuyền rằng: ngọc báu này của tôi có sáu thứ màu. Ông liền dùng lụa vàng gói viên ngọc đặt vào trong nước, nước liền thành màu vàng. Ông lại thâu hồi viên ngọc dùng lụa trắng gói đặt vào trong nước, nước liền biến ra màu trắng. Ông lại thu lấy viên ngọc dùng lụa màu xanh lục gói lại đặt vào trong nước, nước liền biến thành màu lưu ly xanh lục. Ông thu lấy dùng lụa màu ngọc bích gói lại đặt vào trong nước, nước liền biến thành màu chân kim tinh. Ông thu lấy viên ngọc lại dùng lụa đỏ gói đặt vào trong nước, nước liền biến thành màu sa cừ. Ông lại thu lấy ngọc dùng lụa màu tía gói đặt vào trong nước, nước liền biến thành màu kim cương trời. Trên nước lại có ánh sáng mani tía. Vì lái thuyền thấy rồi, liền lấy ngọc báu dùng kiều báu lớn, khi người dũng mãnh đặt lên thuyền lớn, nhờ gió cất buồm lướt nhanh như tên bắn. Đến bờ kia rồi, lòng dạ thư tha yên ổn, không sợ, người ấy đem nhiều trân bảo đền ơn vị lái thuyền. Đức Phật bảo A Nan: người tu hành niệm Phật như vị đại lực sĩ, thoát khỏi gông cùm, tâm vương đến được bờ bên kia trí tuệ. Lại nữa này A Nan, ví như khi kiếp sắp hết, hai mặt trời cùng xuất hiện, núi rừng, cây cối, sông ao đều khô cạn. Khi ba mặt trời xuất hiện thì mọi màu lửa dậy. Khi bốn mặt trời xuất hiện thì biển lớn tiêu giảm, ba phần còn một. Khi năm mặt trời xuất hiện thì biển lớn cạn hết. Khi sáu mặt trời xuất hiện thì núi Tu Di ngã nhào, tan vỡ. Khi bảy mặt trời xuất hiện thì đại địa cháy đốt,
cháy suốt cho đến sắc giới. Chỉ có núi kim cương chẳng thể đổ vỡ. Trụ lại chốn cũ, tam muội niệm Phật cũng như vậy. Người tu hành định này là trụ ở trong biển thực tế của Phật đời quá khứ. Đức Phật bảo A Nan rằng, ta nay muốn cùng với các Đức Phật mười phương báo đền ân tam muội niệm Phật. Đức Thế Tôn nói lời đó rồi. Bây giờ Đức Thế Tôn và các Đức Phật ở mười phương của Bồ Tát với hiền kiếp nhập vào tam muội nhất thiết sắc thân quang minh. Từ mỗi lỗ chân lông của thân chư Phật, Phật ra những đám mây hóa Phật vi diệu nhiều chẳng thể tính kể. Những vị hóa Phật đó ngồi giết dạ trong hư không. Vô số những vị hóa Phật như vậy đều duỗi tay phải xoa đỉnh đầu tôn giả A Nan và lệnh cho Thích Đà Hoằng Nhân rằng: Hai người các ông hãy giữ gìn diệu pháp đó cẩn thận, chớ quên mất. Vì chúng sinh trục ác đời vị lai, diệt mọi tội chướng nên Đức Nhã Lai chánh biến tri. Hôm nay ở trong đại chúng nói thân tướng của tất cả Phật. Bây giờ tôn giả A Nan liền đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, kinh này sẽ gọi là gì? Pháp yếu này sẽ hành trì ra sao? Đức Phật bảo A Nan rằng: Kinh này tên là Hệ Tượng Bất Động, như vậy mà thọ trì. Cũng tên là Quán Phật Bạch Hào Tướng, như vậy mà thọ trì. Cũng tên là Nghịch Thuận Quán Như Lai Thân Phật. Cũng tên là Nhất Nhất Mau Khổng Phân Biệt Như Lai Thân Phật. Cũng tên là Quán Tam Thập Nhị Tướng Bát Thập Tùy Hình Hảo Chư Trí Tuệ Quang Minh. Cũng tên là Quán Phật Tam Muội Hải. Cũng tên là Tam Muội Niệm Phật Môn. Cũng tên là Chư Phật Diệu Hoa Trang Nghiêm Sắc Thân. Cũng tên là Thuyết Giới Định Tuệ Giải Thoát Tri Kiến, Thập Lực Tử Vô Sở Ý, Thập Bát Bất Cộng Pháp, Quả Báo Sở Đắc Vi Diệu Sắc Thân Kinh. Ông hãy thọ trì tốt, cẩn thận, chớ quên mất. Khi Đức Phật nói lời nói đó, đại chúng tỳ kheo ni, ưu bà tất, ưu bà di và Bồ Tát cùng trời đồng tám bộ chúng, tất cả quỷ thần, nghe Đức Phật nói thân tướng vi diệu đó. Có người được tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, có người được a la hán, có người gieo trồng, nhân duyên đạo với chư Phật, có người phát tâm, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, có người được pháp nhẫn, vô sinh. Số người ấy nhiều chẳng thể kể hết. Các đại chúng nghe Đức Phật nói pháp cung kính, đảnh lễ, phụng hành lời dạy của Đức Phật làm lễ, xin lui ra. Lúc đó tôn giả A Nan liền đứng dậy chắp tay quỳ gối bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai hôm nay tất cả thân tướng đều đã nói xong, chỉ có tướng vô kiến đảnh là Thế Tôn chưa diễn nói. Nguyện xin Đấng Thiên Tôn nói một ít về điềm ứng của ánh sáng tướng đảnh, khiến cho chúng sinh phàm ngu đời vị lai biết được tướng thù thắng của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào biển tam muội đảnh, khiến cho trong nhục kế trên đảnh Đức Phật, mỗi lỗ chân lông vọt ra ánh sáng lưu ly. Ánh sáng ấy như hình dáng tóc xoăn, bàn nước xoắn về bên phải đầy khắp vô lượng thế giới mười phương như số biển, cái bụi trần của trăm ức thế giới. Như vậy trong tám muôn bốn ngàn lỗ chân lông đều hiện ra tướng nước đó. Mỗi tướng nước lại hơn nước đó trăm ngàn vạn lần, chẳng thể biết. Trên những nước lưu ly đó sinh ra nhiều hoa sen cỏ trời quý báu. Mỗi hoa có vô số trăm ngàn ức cánh, mỗi cánh hoa tạo ra vô số trăm ngàn ức màu sắc bóng. Cánh hoa cực nhỏ cũng che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trong mỗi tu hoa, trên mỗi hoa như vậy có vô lượng A Tăng Kỳ trăm ngàn vạn ức hóa Phật, nhiều như các sông Hằng. Tướng nhục kế trên đảnh của mỗi hóa Phật tỏa ra các ánh sáng cũng như vậy. Thân lượng của các Đức Phật đồng với hư không chẳng thể biết được. Như vậy các Đức Phật, từng Đức Phật tiếp nhau đến tận mép biển của thế giới. Khi tướng này hiện, ở mười phương đều có hàng trăm ức Bồ Tát nhiều như bụi trần, thân Phật lên hư không, thị hiện đại thần biến, đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị Bồ Tát nhờ thần lực Đức Phật nên tạm thay một phần nhỏ tướng điềm ứng trong mỗi lỗ chân lông. Ngay tức thời được phô lượng trăm ngàn Đà La Ni Kim Cang tướng. Khi Đức Phật hiện ra tướng đó, một ngàn vị Bồ Tát của hiền kiếp và các Đức Phật mười phương đều thi hiện tướng này. Đại chúng trong hội thấy được phần nhỏ tướng này, thì những vị tu đà hoàng trong khoảnh khắc trở thành A-la-hán. Người quán nhân duyên, chẳng duyên các duyên cũng trở thành A-la-hán. Bồ Tát phát tâm thì vượt qua cảnh giới tăng tiến pháp môn, biển các tam muội sâu xa.
trụ trong tánh địa. Bồ Tát vô sinh thì tăng tiến vô lượng pháp thù thắng, trụ trong tam muội thủ lăng nghiêm. Đức Phật bảo A Nan rằng, sau khi Phật diệt độ trong đại ác trượt, nếu có chúng sinh nghe tướng thù thắng của Phật, lòng chẳng nghi ngờ, chẳng sợ hãi, thì phải biết người đó có thể diệt trừ tất cả nghiệp chướng phiền não. Người nghe tướng thù thắng của Phật sinh lòng tùy hỷ, thì trừ bỏ được nghiệp ác rất nặng trong 1.000 ức kiếp. Đời sau sinh ra chẳng bị đọa vào 3 đường ác, chẳng sinh vào chỗ 8 nạn. Khi Đức Phật nói lời đó, thì trưởng lão Kiều Trần Như, các vị đại tỳ kheo, Bồ Tát Di Lặc, các vị đại Bồ Tát, vô lượng đại chúng nghe lời nói của Đức Phật đều rất vui mừng, đảnh lễ, cung kính phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, quyển 10 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.